Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên. Thì chiều nay bà con có đi rừng về được ba cái mâm giả hạt này. Và em tranh thủ quay clip cho các bạn, các anh chị có nhu cầu mua về làm giống chúng ta đăng ký mua luôn nhé. Đó, thì ba cái mâm này đều là giả hạt của vùng con tôm thích nhé mọi người. Mâm đây là của vùng Đắk Lây nè, còn hai mâm đây là của vùng Chư Mô Rây của con tôm nhé. Đó, số 1, số 2 là Chư Mô Rây, còn số 3 là Đắk Lây. Đó, thì em đi lần lượt từng mâm luôn nhé. Đó, đầu tiên là cái mâm nguyên bản đây. Đó, chặt từng khúc gỗ trong rừng luôn. Đằng này thì mấy lá nó xuống lá gần hết rồi. Đó, còn mấy lá ngọn thì chắc cái quá trình gửi nữa thì chắc nó cũng sẽ rụng đi thôi. Đó, nhưng mà mọi người đừng có lo, chủ yếu là chúng ta quan tâm tới cái phần thân của nó. Thân nó cứng cáp, tích lũy đủ cái chất dinh dưỡng rồi và chờ sổ hoa thôi. Đó, thì mầm số 1 này là có giá 500 ngàn nhé mọi người. 500 ngàn ở mầm số 1 này. Rồi, mầm số 2. Sang cái mầm số 2 nhé. Đó, đây mọi người xem. Mầm này thì có khá là nhiều thân tơ. Và cái độ dài của nó thì chắc tầm cỡ... Đây, cái thước này là 50cm nhé mọi người. Thì nó chắc tầm 55-60cm gì nữa. Đó, mọi người xem. Rồi, thân già này. Và khá là đỏ luôn. Đây, một bên vàng còn bên đỏ. Thân cũng cứng cáp và mập. Mấy thằng lá này thì nó cũng hơi vàng này. Chắc lúc gửi tới mọi người thì nó cũng sẽ héo và nó rụng đi. Đó, thì cũng như em nói trước rồi, cái mầm mấy cái lá thì mọi người đừng có quan tâm. Chỉ là cái phần thân của nó, thân nó rất là cứng cáp này, cái mùi thắt ngọn của nó. Còn lá nó thì về chúng ta trồng thời gian nó cũng đi rụng đi thôi. Nhưng mà cây vẫn phát triển bình thường, không sao cả. Về vẫn chờ sổ hoa bình thường cả. Rồi, và cái mầm số 2 này là có giá là cũng 500 ngàn nha mọi người. 500 ngàn cho mầm số 2. Đó, rồi sang cái mầm số 3. Đây. Thì cái độ dài của nó đây, mọi người xem. Tầm 50cm nha mọi người. Đó, thằng số 3 này thì nó được cái là nó tươi hơn và vẫn còn lá xanh đây. Đúng hàng rừng mà trong cái mùa này mà lá vẫn còn xanh tươi như vậy là rất là hiếm nha mọi người. Đa số ra thường là nó rụng hết rồi. Mà thằng này khá lá khá là mỏng thì có thể quá trình gửi thì sẽ một số lá nó bị vàng đi. Nhưng mà về trồng vẫn không sao cả. Cái già thằng này thì nó hơi ít thân già hơn tí, nó chỉ hai thân già thôi. Sóc chạy rất mạnh. Đó, thằng này thì cũng giá có giá 500 ngàn hết nha mọi người. Nay ba mầm thì đồng giá hết, là tất cả đều là 500 ngàn. Rồi mọi người có nhu cầu mua thì cứ liên hệ tới số điện thoại em để trên tiêu đề nhé. Đó, thì nói chung là mọi người xem thì nhanh chóng chốt nhé. Cứ mấy thằng giả hạt bữa nay nó cũng bắt đầu nó cũng hiếm lắm rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip bán lan tiếp theo nhé.